Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay của mình. Một trong những loại phân thuốc mà được sử dụng rộng rãi nhất ở trong dịp cuối năm này cho các nhà vườn, nhất là những nhà vườn trồng lan, thì đó chính là siêu đơn đỏ cộng kali mà các bạn đang thấy trên màn hình. Vậy thì cái tác dụng của nó ra làm sao mà lại được nhiều nhà vườn quan tâm và sử dụng vào dịp cuối năm? Thì trước đây mình cũng có làm ra một cái video để chia sẻ những tác dụng của siêu đơn đỏ, có lẽ các bạn không xem được qua cái video đó, nên cũng có rất nhiều người gọi cho mình và hỏi về cái công dụng của siêu đơn đỏ, cho nên là mình sẽ làm ra cái video này, mong rằng sẽ giúp được một số bạn, những người mới chơi lan, biết thêm những cái công dụng của siêu đơn đỏ các bạn nhé. Thì nói đến công dụng của siêu đơn đỏ thì đầu tiên chúng ta phải nhắc đến là siêu đơn đỏ nó sẽ giúp cho cây phong lan của chúng ta nó ra hoa đồng loạt. Ở đây những cái gói nhỏ như này các bạn đang nhìn thấy trên màn hình ấy, thì nó không chỉ là siêu đơn đỏ không, mà nó là siêu đơn đỏ cộng kali. Tức là trong này nó có thành phần lân và kali chiếm tỷ lệ cao nhất. Và cái công dụng của siêu đơn đỏ ngoài cái việc mà giúp cho ra hoa đồng loạt ấy, thì nó còn có rất nhiều cái công dụng khác. Nhưng mà các bạn cứ hiểu nhìn nhà vườn tại sao những cái cây hoa của họ trồng nó lại ra hoa được đồng loạt là bởi vì họ sử dụng, họ áp dụng cái siêu đơn đỏ này để họ phun cho cây. Ngoài cái việc mà giúp ra hoa đồng loạt thì cái siêu đơn đỏ này nó còn giúp là chia nhánh, chia búp rất là tốt. Là có những cây nó sẽ có cái ngồng hoa nó sẽ chia ra là nhiều nhánh, thì cái việc dùng cũng là do cái siêu đơn đỏ này mà ra. Cái điều thứ hai mà siêu đơn đỏ mang đến cho chúng ta ấy, thì nó không phải chỉ là ở cây phong lan đâu, mà các bạn có thể sử dụng cho rất nhiều các loại cây có hoa khác nhau, và kể cả những cây có quả. Những cây có hoa thì các bạn, những người nào trồng hoa hồng, các bạn cũng có thể là sử dụng siêu đơn đỏ này để kích cho cây của chúng ta, hoa hồng này, hoa cúc, hoa đào, hoa mai và những cái bông hoa lan của chúng ta thì đều có thể sử dụng siêu đơn đỏ được các bạn nhé. Và mình khẳng định rằng cái cách sử dụng siêu đơn đỏ này cho những cái cây mà ra hoa vào dịp Tết ấy, thì không phải nhà vườn nào họ cũng chia sẻ cho chúng ta, bởi vì đó cũng là cái bí quyết của họ để mà giữ lại cái thành quả của họ để họ làm. Cái điều thứ hai mà siêu đơn đỏ mang đến cho cây phong lan của chúng ta nữa là nó kích thích cho bộ rễ rất là tốt. Thì trong lân nó cũng có cái lân, nó cũng có tác dụng giúp cho cái bộ rễ phát triển rất là tốt, cho nên là ngoài cái việc mà phun lên lá, lên cây thì người ta cũng phun trực tiếp vào bộ rễ để giúp cho cây, nó kích thích bộ rễ nó phát triển mạnh hơn. Và một cái điều mà rất là đặc biệt của siêu đơn đỏ cộng kali đó chính là nó giúp cây chống rét cực kỳ hiệu quả, nhất là đối với những anh chị mà đang ở khu vực ngoài miền Bắc này, thì các anh chị thấy là cái dạo này là vừa là lạnh xong lại mưa, thì cái rét nó sẽ có thể làm ngưng lại những cái sự phát triển của những ngồng hoa. Thì siêu đơn đỏ có thể vừa giúp kích thích cái mầm hoa phát triển tiếp, vừa giúp cây chống rét cực kỳ hiệu quả. Nó rất phù hợp với những anh chị đang sống ở miền Bắc ở hiện tại. Bên cạnh đó thì ngoài cái việc mà giúp chống rét ấy, nó còn giúp được là cho cái việc là chịu hạn cũng khá là hiệu quả. Và đối với những người mà sử dụng cho những cái cây loại có quả như kiểu cà chua, ớt thì siêu đơn đỏ làm cho cái quả nó to ra và phát triển nhanh hơn. Bên cạnh đó thì nó còn làm cho nó có một cái tác dụng mà không phải là ai cũng biết đến, đó là cái tác dụng là rửa chua và giải độc hữu cơ cho cái thuốc bảo vệ thực vật cực kỳ hiệu quả. Tức là khi mà chúng ta sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật phun cho cây, nhỡ không may chúng ta sử dụng quá nhiều, cái cây chúng ta đã bị ngộ độc hoặc là nó có gây chua gây phèn cho cái giá thể, thì các bạn cũng có thể sử dụng siêu đơn đỏ để rửa chua giải độc cho cây. Đấy là một trong những cái điều rất là tuyệt vời của siêu đơn đỏ, và nó còn có một tác dụng là phục hồi lại cây sau khi mà bị ngập úng bệnh hại đó. Tức là nó phục hồi lại những cây suy yếu, những cây mà đã bị sau khi mà có những trận mưa to, những ví dụ như tháng 7 chẳng hạn là mưa ngâu, hoặc là miền Bắc này thì kể cả những cái tháng cuối năm này thì cũng có mưa phùn suốt, như kiểu là ở thời điểm mình quay video này thì nơi mình đang sống là một tuần nay là mưa suốt, thì mưa nó sẽ dẫn đến nhiều cái tác hại khác nhau, có điểm lợi nhưng mà có những điểm hại khác nhau. Một trong những tác hại đó cũng là nó làm cho cái bộ rễ của chúng ta nó bị ngập úng và nó bị làm hỏng cái rễ, thì siêu đơn đỏ nó lại kích thích lại được cái bộ rễ đó, và nó giúp
cho cái cây nó phục hồi những cái những cây bị suy yếu sau khi mà bị những tác hại đó của thiên nhiên. Và những cái điều đó thì mình nghĩ rằng những bạn chơi lan lâu năm thì các bạn ấy biết đến cái điều đó, nhưng mà những bạn mà mới chơi lan thì có lẽ chưa biết đến cái công dụng này của siêu đen đỏ. Và đặc biệt là nó thiếu siêu đen đỏ này được mà dùng kèm những loại mà thuốc để mà chữa bệnh cho cái cây phong lan ấy, ví dụ như là cái thuốc lấm, thuốc chữa chống thối nhũn ấy, nếu mà các bạn pha chung với những cái thuốc đó để phun cho cây ấy, thì nó sẽ làm cho cái vết thương của cái siêu đen của cái cây phong lan của chúng ta nó cực kỳ nhanh khô và cực kỳ hiệu quả. Đó là những cái công dụng cơ bản nhất của siêu đen đỏ mà mang đến cho cái cây phong lan và những cái cây trồng của chúng ta. Nói như vậy là không phải các bạn chỉ sử dụng được cho cây phong lan, mà các bạn có thể sử dụng rộng rãi được cái loại này cho rất nhiều các cây trồng khác nhau ở trong vườn của chúng ta. Và một cái gói nhỏ ở trước mặt các bạn đây đang là cái gói 22 ml. Gói này sẽ được pha với tổng khoảng từ 16 đến 20 lít nước. Nhưng ở trong cái giai đoạn mùa đông như thế này và đoạn cuối năm thì thông thường những cây phong lan của các bạn nó đang ở cái chế độ là ngủ đông các bạn nhé. Thì nó ở chế độ ngủ đông này thì cây nó sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng nó chậm hơn. Nên mình có một lời khuyên cho các bạn là nếu các bạn có sử dụng cái siêu đen đỏ này để phun hay bất cứ loại phân bón nào để phun cho cây thì các bạn nên pha ở cái liều lượng nó loãng hơn một chút. Ví dụ là chỉ định của họ là 10 từ 16 đến 20 thì chúng ta thử pha từ một gói này với 10 khoảng từ 25 lít nước để chúng ta phun cho cây. Và các bạn phải lưu ý một điều nữa là sau khi các bạn phun siêu đen đỏ cộng kali này cho phong lan của chúng ta ấy, thì các bạn lên khoảng chừng 3 tiếng sau các bạn lại phun một lần nữa để rửa, để tráng tất cả những loại những cái phân thuốc nó còn đọng lại trên lá, để tránh cho cái lá nó bị bởi vì tất cả các loại phân bón lá sau một thời gian khoảng chừng 3-4 tiếng là nó sẽ kết tủa tạo thành axit. Thì nếu mà chúng ta không tráng sạch ấy, thì cái axit đó nó tuy là nồng độ nhẹ nhưng mà nó cũng có đủ để làm các bộ lá của cái cây chúng ta nó vàng đi hoặc nó rụng đi. Thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng. Một gói này thì bên mình đang bán với cái giá là 10.000 đồng. Và nếu các bạn nào mua 10 gói, bên mình sẽ miễn phí ship cho tất cả các bạn và bao ship toàn quốc cho các bạn nhé. Số điện thoại mà các bạn có thể đặt hàng đó chính là 0981258319. Nhắc lại một lần nữa, 0981258319. Siêu đen đỏ thì giá nó không cao, nhưng mình khuyên một lời khuyên chân thành, không phải do mình bán thuốc mà mình khuyên là đối với tất cả những anh chị mà trồng lan muốn cây chúng ta ra hoa được đồng loạt thì siêu đen đỏ cộng kali này là một trong những cái biện pháp sử dụng tối ưu nhất cho cái việc mà kích thích ra hoa. Và nhất là những anh chị ở ngoài miền Bắc thì lại càng lên sử dụng siêu đen đỏ, bởi vì vào dịp cuối năm nó sẽ còn không những chỉ còn lạnh mà còn mưa, còn rất nhiều cái bệnh nó kéo theo. Chúng ta có thể sử dụng siêu đen đỏ cho cây phong lan chúng ta, ngoài việc chống rét, ngoài việc mà kích thích ra hoa, nó còn chống rét và kích thích bộ rễ phát triển rất là tốt. Vậy thì nếu các bạn đặt hàng hãy gọi cho mình hoặc nhắn tin cho mình qua số điện thoại Zalo. Xin gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.